Hơn 33 triệu cổ phiếu EIB được cầm cố ở SHS. Theo dữ liệu của Viettime, tính đến cuối năm 2022, nguồn vốn tài trợ giao dịch ký quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội mã chứng khoán SHS đạt mức 2.307 tỷ đồng. Công ty chứng khoán này chủ yếu cho vay margin đối với các mã cổ phiếu đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSX với dư nợ margin cuối kỳ đạt 2.071 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay margin của SHS đối với cổ phiếu EIB của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank chiếm tới 45,4%, đạt 940,6 tỷ đồng. Đồng thời, công ty chứng khoán này cũng nhận cầm cố tới 33,6 triệu cổ phiếu EIB tương đương với 2,7% vốn điều lệ Eximbank. Đó là con số đáng kể, cao gấp 10 lần khối lượng khớp lệnh bình quân 20 phiên gần nhất tính đến ngày 19 tháng 1 năm 2023 của cổ phiếu EIB. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu EIB nhận được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư với các giao dịch thỏa thuận khủng của khối ngoại và hoạt động thoái vốn của Sumitomo Mitsui Banking Corporation SMBC. Như Viettime từng đề cập, ngày 13 tháng 1 năm 2023, SMBC đã bán thỏa thuận 132,8 triệu cổ phiếu EIB, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại Eximbank xuống còn 4,27% vốn điều lệ. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 22 tháng 12 năm 2022, khối ngoại đã bán thỏa thuận 123,5 triệu cổ phiếu EIB với giá trị giao dịch đạt 3.444,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số cổ phiếu EIB nêu trên đã được khối ngoại trao tay cho các nhà đầu tư trong nước. Ngoài cổ phiếu EIB, SHS cũng cấp margin cho một loạt các cổ phiếu ngân hàng khác, kể như VPB, TCB, LPB, SHB, MBB và STB.